Xin chào quý khách hàng đến với kênh Tutut Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến cho khách hàng một căn mini phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính của căn nhà chúng ta. Và căn nhà mình thì có diện tích là ngang 4,5 m và độ dài là 13 m, được đúc kiên cố là một trệt và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà chúng ta thì có một phòng khách, một phòng bếp, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông đông nam, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh đông tứ trạch. Và chúng ta có một cái con hẻm trước nhà, hẻm một trục thuộc đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực phía bên ngoài con đường dẫn vào căn nhà chúng ta. Chúng ta có một con hẻm xe hơi có thể di chuyển vào căn nhà chúng ta rất là thuận tiện, cũng như từ vị trí của căn nhà mình thì ra di chuyển ra đến đường trục chính chỉ khoảng 25 đến 30 mét thôi, rất là thuận tiện. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng về một căn nhà đang có một cái giá rất là mềm, chỉ có 5 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà mini phố, chúng ta có thể vừa ở vừa mở văn phòng cũng như cho thuê thì rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu về cho khách hàng một căn nhà đang có một cái giá rất là rẻ và nằm trên trục đường Thống Nhất này. Đầu tiên là phía bên ngoài chúng ta sẽ có một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến là chúng ta sẽ có thêm một bộ cửa bên trong được làm từ chất liệu bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly, rất là đẹp và rất là chắc chắn. Cũng như không gian phòng khách căn nhà chúng ta thì căn nhà mình đã được chủ nhà phun nội thất tặng kèm cho quý khách hàng khi quý khách hàng mua căn nhà này. Chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu thôi là quý khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà có diện tích là ngang 4,5 m và độ dài là 13 m và mới được xây dựng xong năm 2020 và đã có sổ hoàn công đầy đủ. Cũng như không gian phòng khách căn nhà chúng ta thì sàn nhà chúng ta được lát gạch đá bóng kính 80. Hai bên thì chúng ta có ốp những cái mảng tường cũng như dán giấy trang trí rất là đẹp. Bên trên thì chúng ta có hệ thống đèn chiếu sáng và trần thạch cao. Và phòng bếp căn nhà chúng ta thì chủ nhà cũng đã đóng sẵn kệ để tivi cũng như tủ rượu và một bộ bàn ghế sofa cũng đã được chủ nhà sắm sẵn để tặng lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Thì chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu thôi là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà. Chúng ta có một con hẻm một trục thuộc đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một cái vị trí cực kỳ là đắc địa của quận Gò Vấp. Và di chuyển vào khu vực bên trong một chút là chúng ta sẽ đến với lại không gian cầu thang của căn nhà. Thì căn nhà mình tay vịn cầu thang chúng ta được làm từ chất liệu gỗ đỏ và mặt đá hoa cương. Cũng như bên trong không gian cầu thang chúng ta có những cái mảng cây xanh trang trí rất là đẹp. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại khu vực phía sau và khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Thì phòng bếp căn nhà chúng ta cũng đã được chủ nhà sắm chúng ta một bộ bàn ăn để tặng kèm lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Cũng như không gian phòng bếp thì tủ bếp, kệ bếp chúng ta được làm từ chất liệu gỗ sồi và mặt đá hoa cương. Đây là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà chúng ta. Và mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho khách hàng cùng chiêm ngưỡng một căn nhà mini phố nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì chỉ có giá là 5 tỷ 950 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà tuyệt đẹp, mới được xây dựng xong cũng như đã hoàn công đầy đủ. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì chúng ta chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà là vào ở ngay. Tiếp đến là mình sẽ di chuyển lại khu vực nhà vệ sinh của căn nhà. Thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh ở dưới khu vực tầng trệt này, dùng cho khu vực không gian phòng khách, khu vực phòng bếp của căn nhà. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 để giới thiệu cho khách hàng về hai phòng ngủ cũng như một cái nhà vệ sinh. Và căn nhà mình thì được thiết kế là full nội thất hai phòng ngủ cho khách hàng. Và căn nhà mình thì được thiết kế chúng ta có tới hai cái giếng trời, khu vực cầu thang rất là thoáng và rất là mát, cũng như lan can căn nhà chúng ta thì được làm từ chất liệu bằng sắt uốn hoa văn
và sơn chúng ta một cái tông màu sơn nhũ đồng rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong phòng ngủ. Thì toàn bộ cửa phòng ngủ căn nhà chúng ta được làm từ chất liệu gỗ gỗ cam xe cũng như gỗ sồi, và sàn nhà chúng ta thì được lát gạch đá giả gỗ rất là bền và rất là đẹp cũng như rất là chắc chắn. Bên trong không gian phòng ngủ chúng ta có một cái kệ đế tivi cũng như một cái giường và tủ quần áo đã được chủ nhà đóng sẵn để tặng kèm lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Đây là không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà, và mình sẽ di chuyển lại khu vực phòng ngủ số 2 của căn nhà, phòng ngủ phía sau. Chúng ta có 4 phòng ngủ và đã được chủ nhà full nội thất tặng kèm cho quý khách hàng chúng ta là 2 phòng. Và đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Cũng như mỗi lầu thì chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh để dùng chung cho 2 phòng, cũng như nhà vệ sinh căn nhà chúng ta thì rất là rộng. Bên trong nhà vệ sinh căn nhà chúng ta thì có đầy đủ các thiết bị hệ thống lavabo, bàn cầu, vòi sen tắm, massage. Cũng như bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 để giới thiệu cho khách hàng về phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì rất là gần với lại ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, cũng như rất là gần siêu thị Lotte Nguyễn Văn Lượng. Và từ vị trí của căn nhà mình thì di chuyển về trung tâm thì rất là gần, chỉ khoảng 20 phút thôi là chúng ta đã về đến trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như chúng ta ra sân bay thì sẽ gần hơn, chỉ khoảng 10 đến 15 phút là chúng ta đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Trục đường Thống Nhất và trục đường Quang Trung là chúng ta đã di chuyển về đến trung tâm của thành phố rất là thuận tiện và rất là dễ dàng, cũng như sân bay. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Và chúng ta có 4 phòng ngủ là giống nhau, nhưng mới được chủ nhà full nội thất chúng ta 2 phòng phía bên dưới. Và bên trên thì chúng ta đang có 2 phòng để trống. Và nếu như quý khách hàng có nhu cầu muốn đóng thêm 2 phòng phía bên trên này thì chủ nhà cũng sẽ đóng cho khách hàng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực sân thượng của căn nhà. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì anh nhanh tay liên hệ về theo 2 số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến trực tiếp đón quý khách hàng đi xem nhà, cũng như để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà nằm trên trục đường Thống Nhất, phường 11 của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta có một con hẻm trước nhà là hẻm một trục. Căn nhà mình thì có diện tích là ngang 4,5 m và độ dài là 13 m, được xây mới hoàn toàn, cũng như căn nhà mình thì đã có sổ hoàn công đầy đủ. Khi quý khách hàng mua căn nhà này thì chúng ta chỉ ra công chứng sang tên là vào nhận nhà ở ngay, chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu thôi là quý khách hàng có thể sở hữu ngay được căn nhà đẹp này rồi. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lại khu vực phía trước của căn nhà. Thì bên trong chúng ta sẽ có một cái khoảng phòng thờ, bên ngoài chúng ta sẽ có một cái khoảng sân phơi phía bên ngoài. Căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu, khu dân trí cao. Đây là khu vực phía bên ngoài căn nhà. Và mình sẽ chiếu lại khu vực phía sau là khu vực sân phơi của căn nhà. Thì phía sau thì chúng ta có một khoảng sân phơi cũng đã được chủ nhà che chắn cũng như đã lợp mái bên trên chúng ta rất là kỹ càng. Và chúng ta có cầu thang lên trên mái, cũng như căn nhà mình thì đã được lắp ráp hệ thống năng lượng mặt trời rất là thuận tiện để quý khách hàng mua thể ở hoặc là cho thuê, chỉ với một trục hẻm một trục và chỉ cách đường Thống Nhất khoảng 25 m thôi. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.